Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông, mây thay đổi, gần sáng và sáng có mưa, mưa rào và rông, trưa chiều trời nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hạ Long và khu vực miền Tây của tỉnh, thời tiết khá thuận lợi cho người dân và du khách có những hoạt động ngoài trời. Dự báo đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 29 cho đến 34 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo đêm không mưa, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ giao động từ 29 đến 33 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, có bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay, ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Riêng các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang còn chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió yếu nên về đêm và sáng sớm có thể xuất hiện mưa rào rải rác, còn các khu vực khác phổ biến có mưa vài nơi. Vào ban ngày trời có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 37 độ. Riêng tại một số nơi như Hòa Bình, Hà Nội, Ninh Bình có thể xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ đạt trên 37 độ. Với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trong ngày mai khu vực này tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 36 cho đến 38 độ có nơi thuộc vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh có thể đạt trên 39 độ. Độ ẩm phổ biến từ 45 cho đến 60% nên càng tăng cảm giác khô nóng. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nắng nóng cũng xảy ra tại một số tỉnh phía Bắc như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi với nhiệt độ ban trưa từ 35 cho đến 37 độ. Sau đó đến chiều tối, mưa có thể xảy ra giải rác tại một số tỉnh phía Nam như Phú Yên đến Bình Thuận, tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Lùi xuống các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, Đêm nay ngày mai, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên tiếp tục có mưa rông nhiều nơi, chủ yếu vào chiều tối. Trong cơn rông, cần đề phòng các hiện tượng như tố, lốc và gió giật mạnh. Vào ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển. Trong ngày mai trên toàn bộ khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa trên các vùng biển phổ biến gió tây nam cấp 4 cấp 5, sau đó vào khoảng từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 7, mưa trên các vùng biển có xu hướng giảm dần.